vỡ mồm trà xanh. Sau đây là một tiết mục vô cùng hấp dẫn. Các bạn đoán xem là tiết mục gì nào? Ăn không, ăn không? Chắc là ảo thuật rồi. Và sau đây, xin một tràng pháo tay chào đón ảo thuật gia Gia Huy. Ảo thuật kìa, thích quá à. Hay quá, tuyệt vời quá. Tài thật, không biết chú ấy cháu con bồ câu đi đâu rồi. Chú ơi, chú ảo thuật gia ơi. Là cháu gọi chú hả? Cháu cần gì sao? Chú có thể giúp cháu một việc được không ạ? Cô trợ lý Thùy Lan kia kìa, rõ ràng là cô ta có ý đồ với ba cháu. Chú nhất định phải giúp cháu làm bốc hơi cô ấy như màn ảo thuật của chú đi. Thùy Lan sao? Mẹ cháu có biết chuyện này không? Bảo đây là chuyện của người lớn mà. Không, nhưng cháu sẽ thay mẹ xử lý cô ta. Chỉ cần chú giúp cháu, tất cả số tiền trong lợn đất sẽ là của chú. Đây là việc của người lớn, cứ để họ tự giải quyết thôi. Chú không thể giúp cháu chuyện này được. Bố Hoàng Phương và mẹ Ngọc Minh đã từng rất hạnh phúc, tại sao mọi thứ phải thay đổi ạ? Đây là bố mẹ cháu sao? Gia Huy, trái đất tròn thật. Hơn 20 năm rồi, có chuyện gì mà cậu lại đột ngột liên lạc với tớ thế này? Hôm trước, tình cờ biết cậu làm gần đây. Ngày đó cậu chuyển trường đột ngột quá. Sau sự việc đó, tớ chỉ muốn mình bốc hơi, không còn tồn tại trên đời này nữa. Sự việc nào chứ? Mình chỉ nhớ trước đây, cậu là một nữ sinh rất vui vẻ hồn nhiên. Thùy Lan, lại đây con. Chào cậu nha. Tạm biệt. Quần cướp chồng. Đây là đứa con rơi đó hả? Nhìn đã thấy là đứa bé hư rồi. Mẹ nào con nấy. Tôi đề nghị cho Thùy Lan thôi học. Không nên để một con sâu làm rầu nồi canh. Không thể chấp nhận học sinh như vậy được. Các anh chị cứ bình tĩnh. Thùy Lan là một học sinh ngoan, học lực tốt. Đạo đức của em ấy không có vấn đề gì. Gần mực thì đen, ai mà biết nó không làm ảnh hưởng tới con cái của chúng ta. Thùy, cấm còn chơi với nó. Từ đó, một đứa con rơi lại có điều tiếng như mình, chịu đủ mọi sỉ nhục, giễu cợt. Mọi người chỉ trỏ, xì xầm, thậm chí cả những thứ này nữa, suốt đời mình không bao giờ quên. Chính là Ngọc Minh, những thứ này chắc chắn là của cô ta. Ngày hôm ấy, lúc tan trường, chỉ có cô ta chứng kiến vụ đánh ghen của mẹ mình. Những cái này cậu vẫn giữ ngần ấy năm hay sao? Vậy ra việc cậu với giám đốc Hoàng Phương là cố ý. Cậu chắc chắn biết vợ của Hoàng Phương chính là Ngọc Minh. Phải, rêu rao mình là con rơi, mẹ mình đi giật chồng, thì mình sẽ cướp bố của con cô ta. Thật run rủi làm sao khi mình lại làm việc cho anh ta. Mình định hẹn gặp để nói cho Thùy Lan biết vợ của giám đốc Hoàng Phương chính là chồng của Ngọc Minh, bạn cũ của chúng ta. Những mong cậu dừng việc cặp kè với anh ta. Vậy mà sự việc hóa ra những chữ viết này chẳng lẽ là... Ê tụi bay, đứa nào thích ăn kẹo, đứa nào muốn mua quay, chỉ cần đi rải cái truyền đơn này khắp trường, chúng mày sẽ có tiền mua quà, hiểu chưa? Cái quái gì thế? Mày không cần quan tâm. Để tao làm, miễn có tiền tao sẽ mua vé xem ảo thuật mới được. Khá lắm mày, nghĩ lớn làm lớn nha mày. Alo, Lâm Lùng hả? Có chuyện này tao cần hỏi mày. Mình rất bận, không có nhu cầu giao lưu với bạn học cũ đâu. Thùy Lan à, mình vừa nói chuyện với Gia Huy. Thực ra có một việc trong quá khứ mình nghĩ cậu cần phải biết. Lâm ơi, lại gì biểu? Nhờ mấy bạn rải giấy này trong trường cho dì nha. Xong việc á, dì sẽ thưởng hậu cho mấy đứa. Chỉ cần đi rải cái truyền đơn này khắp trường, chúng mày sẽ có tiền mua quà, hiểu chưa? Cái quái gì thế? Mày không cần quan tâm. Để tao làm, miễn có tiền tao sẽ mua vé xem ảo thuật mới được. Khá lắm mày, nghĩ lớn làm lớn nha mày.
Cậu cũng biết, ngày nhỏ mình là một học sinh cá biệt mà. Mấy trò quậy phá là mình ưa nhất. Mình cũng muốn có tiền để mua súng nhựa. Các cậu muốn nói gì? Mình chẳng hiểu gì hết. Thùy Lan, dì Tám, người tới trường làm nhục mẹ con cậu, là hàng xóm của nhà Lâm Lùng. Đúng vậy, dì Tám còn nhờ tụi mình rải đơn nói xấu mẹ cậu khắp trường. Đó là lý do khiến cậu không thể tiếp tục học ở trường Tia Nắng. Mọi việc là do tụi mình. Mình nhìn thấy tất cả, nhưng cậu ấy không phải người tiết lộ chuyện này. Người lớn mấy người thật độc ác. Tôi đâu có tội tình gì chứ. Mấy người không thể tự giải quyết mọi việc lại đi trả thù một đứa trẻ. Không phải chính cậu cũng đang trả thù nhắm vào một đứa bé hay sao? Mình... Cô trợ lý Thùy Lan kia kìa, rõ ràng là cô ta có ý đồ với ba cháu. Chú nhất định phải giúp cháu làm bốc hơi cô ấy như màn ảo thuật của chú đi. Bé Bảo, con của Ngọc Minh, đã phát hiện ra việc khuất thất giữa cậu và bố thằng bé. Chính nó đã nhờ mình. Thực ra Hoàng Phương đã từng muốn chấm dứt với mình để quay về với vợ con, nhưng mình đã giữ bằng chứng để uy hiếp anh ta. Cao, cho con lên cao nữa đi. À, chú Gia Huy. Chú đã hoàn thành nhiệm vụ rồi chứ? Dạ vâng, đã hoàn toàn bốc hơi. À, nhưng không phải là quả bóng này đâu chú. Món nợ ân tình. Ngày xưa, có chàng học trò nghèo mồ côi, nhưng vô cùng sáng dạ. Chàng được vị danh y nổi tiếng thời đó nhận làm đồ đệ. Khi đã được truyền dạy cho hết những bài thuốc quý gia truyền, chàng đã xin thầy được về lại quê cũ để cứu người. Có phải đây là nhà thầy thuốc Văn không ạ? Tôi là Văn đây, cô cần gì? Chẳng là cha tôi bị ốm đã lâu mà thuốc thang bao nhiêu cũng không khỏi. Nghe tiếng danh y Cao Lộc đã lâu, nhưng nhà chỉ có hai cha con nên tôi chưa thể đi tìm danh y nhờ giúp được. Này, tôi nghe nói anh là học trò của danh y Cao Lộc mới về làng, nên bạn phép đến đây nhờ anh giúp đỡ ạ. Được rồi, vậy tôi sẽ thăm bệnh cho cha cô. Hiện cha cô mang căn bệnh hiếm gặp, thêm việc mạch của ông không ổn định nên người phát bệnh sẽ dễ tiên đoán nhầm. Và căn bệnh này nếu không chữa trị kịp thời thì sẽ rất nguy hiểm. Xin thầy thuốc cứu tôi với. Có phải đánh đổi thứ gì trên đời để được toàn mạng thì tôi cũng xin cam lòng. Xin ông cứ bình tĩnh đã. Vậy căn bệnh này phải xử trí làm sao thưa thầy? Căn bệnh này cho đến nay thật sự chưa có mấy người mắc và chữa trị thành công, nên tôi không dám chắc điều gì. Nhưng nếu dùng nhân sâm ở núi Hàm An thường xuyên thì trước mắt có thể cầm cự được. Và nếu nội tiết của cơ thể người bệnh hợp với sâm thì cơ may có thể khỏi. Vậy xin thầy thuốc bán cho tôi loại sâm ấy đi. Thật ra thì loại sâm đó mỗi năm chỉ có thể lấy một lần vào đầu mùa hạ. Còn đường đến núi Hàm An thì quá xa xôi trắc trở. Tôi theo học ở danh y Cao Lộc đã lâu, nhưng cũng chỉ có một lần được tiếp xúc với loại sâm này thôi. Thế nên, để nói có được loại sâm ấy bây giờ thật sự không đơn giản. Ôi trời ơi, thế chẳng phải cái mạng tôi bây giờ hết đường cứu rồi sao? Con sẽ đi tìm loại sâm đó về cho cha. Ôi con ơi, con đi như vậy thì cha ở nhà phải tính sao? Cha thà chữa bệnh còn hơn. Chỉ cần có một tia hy vọng để cứu được cha thì con cũng xin nguyện hết lòng đền đáp ơn sinh thành này. Không, không con ơi. Nếu vậy con nên định ở nhà để chăm lo cho cha đi. Tôi cũng sắp lên núi đi lấy lá thuốc.
Nhân đó tôi sẽ đi tìm loại sâm ấy xem sao. Thầy thuốc sẽ đi tìm sâm ư? Thầy thuốc ơi, nhất định thầy phải tìm thấy loại sâm ấy, nhất định đừng bỏ mặc tôi nha. Vâng, tôi sẽ cố gắng. Thưa thầy thuốc, tôi biết việc này rất khó khăn, dù gì cũng xin cảm ơn thầy. Còn việc tìm loại sâm quý thì xin thầy giúp đỡ, chứ tuyệt đối đừng vì cha con tôi mà liều mạng nha. Ừ, tôi biết rồi. Thời gian sau. Ôi da, đau quá, mệt quá, chết mất thôi. Cha ơi, cha cố gắng ăn một chút vào đi cha. Cha không nuốt được đâu, cha chết mất thôi. Thầy thuốc kia thật nhẫn tâm khi bỏ đi biệt tâm. Cha bị bỏ bạn đến chết mất thôi. Cha, sao cha lại nói như vậy? Vì tìm sâm cho cha, thầy thuốc giờ cũng chưa biết sống chết thế nào, mà sao cha lại nói như vậy được chứ? Ông Phú. Hả? Thầy thuốc, thầy về rồi. Đây là loại thuốc từ nhân sâm Hàm An. Mỗi ngày ông uống một chén nha. Ôi, cảm ơn thầy thuốc. Tôi biết thầy thuốc sẽ không bỏ mặc tôi mà. Thật may quá. Cảm ơn thầy thuốc nhiều lắm. Ủa, thầy bị thương à? Là tôi bất cẩn trong lúc lấy sâm nên trượt chân ngã, nhưng không sao đâu, may mà vẫn trở về được. Thời gian sau. Cảm ơn thầy, đây là chút đồ ăn tôi tự tay chuẩn bị, xin thầy thuốc đừng chê. Thật ngại quá. Thời gian thấm thoát, nhờ có Văn không quản ngại khó khăn đi lấy loại sâm quý về, mà căn bệnh hiểm ác của cha Nết dần được đẩy lùi lại. Và cũng qua thời gian tiếp xúc, cả hai dần từ quý mến, ngưỡng mộ thành tương tư thầm nhớ nhau. Và rồi Nết và Văn đã nguyện cùng kết tóc xe duyên. Văn tìm bà mối mát tay nhất làng đến thư chuyện cùng nhà Nết. Tôi xin lỗi, lễ này tôi không có nhận được. Ít ra ông cũng nên niệm tình đôi trẻ, chúng nó nặng tình nặng vỡ với nhau. Giờ dù có khó khăn vất vả, nhưng tương lai phía trước thì chưa thể nói trước được gì. Cậu Văn đây lại là người thông minh, hay chữ hay nghĩa. Nhìn tướng cậu ấy là có thể chắc chắn chỉ nay mai thôi, chúng nó sẽ có của ăn của để đầy nhà cho mà coi. Vâng, tôi nào có dám chê gì cậu Văn đây. Chẳng qua là con gái tôi ngốc nghếch dại dột, chẳng thể bị được với cậu ấy, nên tôi mới không dám nhận lễ vật này. Cha ơi, chẳng phải hôm qua cha nói sẽ cân nhắc cơ mà. Chàng ấy là người tốt, và chẳng phải chàng ấy đã chữa khỏi bệnh cho cha đấy sao? Con phiền phức quá đi. Thôi giờ thế này đi, nếu lễ vật là 100 lượng vàng thì ta mới đồng ý gả con gái, không thì thôi. Chàng ấy không thể nào kiếm đâu ra được 100 lượng vàng, chỉ bằng mình bán hết đồ trang sức lẫn gấm vóc đi thì...
có kiếm được 100 lượng vàng không, rồi hãy trở về. Ôi trời ơi, đúng là đồ ngốc mà. Cha nói thì không nghe, nhà giàu có thì không thích, lại đi thích cái thằng thuốc nghèo kiết xác đó. Chắc nó chỉ chạy đi một lúc rồi về xin lỗi thôi ấy mà. Mẹ ơi, chắc mẹ sẽ hiểu lòng con đúng không mẹ? Ân tình của chàng ấy không thể mang của cải ra so đo được. Nhưng nếu đó là cách duy nhất, con xin phép mẹ cho con được bán chiếc trâm này đi. Ở làng bên có ông Đỗ chuyên thu mua trang sức quý. Ông Đỗ cũng là bạn với cha mình. Nếu mình đi ngay bây giờ thì có thể lựa lời bán cho ông ấy được. Chứ để đến mai nhỡ cha can thiệp thì... Con ơi! Tưởng rằng chị quát nạt đe dọa con, rồi con sẽ trở về xin lỗi. Ai ngờ, đó cũng là lần cuối cùng ông Phú nhìn thấy con. Văn quá đau đớn trước sự ra đi bất ngờ của Nết, nên cũng rời khỏi ngôi làng. Chỉ một thời gian sau, không còn thuốc của Văn khiến căn bệnh của ông Phú phát tác, không thể cứu chữa, và ông phải chịu cảnh cô đơn, đau đớn một mình. Bất lực nhìn cái chết đến dần, ông Phú đau đớn tột cùng khi hiểu được lúc này dù 100 lượng vàng cũng chẳng thể cứu được mạng của ông, và 100 lượng vàng lúc này cũng không mang con gái ông trở lại. Còn ân cứu mạng của Văn thì ông mãi mang theo không trả nổi. Sự biến mất bí ẩn. Ở một căn nhà hẻo lánh, có hai anh em sinh sống với nhau tên là An và Bình. Bố mẹ mất sớm, Bình thì bị bệnh, nên ngày ngày An lên rừng nhặt củi để bán lấy tiền nuôi em. Bình ơi, trời sáng rồi, vậy ăn cháo đi em. Em không ăn đâu, cho em ngủ đi, em mệt lắm. Không được, em phải ăn cháo mới nhanh khỏi bệnh được. Ngoan nào, gắng ăn nhiều cho mau khỏe. Không may cha mẹ mất sớm, em chịu nhiều thiệt thòi quá. Lúc ốm bệnh thế này mà em chỉ được ăn bát cháo loãng thôi. Bây giờ em nằm ở nhà nghỉ nha. Nước anh để sẵn đầu giường rồi, khát thì lấy mà uống. Anh đi lên rừng nhặt củi, lát anh về với em luôn. Dạ vâng ạ, anh về nhanh nha. Ừ, được rồi, em yên tâm đi, anh đi đây. Mình cố gắng thêm chút nữa, mình cần phải bồi dưỡng, phải bôi thêm thuốc mới nhanh khỏi bệnh được. Ai mua củi không? Củi khô đây ạ. Ai chà, hôm nay cậu phát được nhiều thế. Bó củi to này ta mua 5 đồng nha. Cảm ơn bác nhiều ạ. Cô ơi, cho cháu một lạng nha. Hôm nay lại có tiền mua thịt nấu cháo cho em hả con? Vâng ạ. Khổ thân thằng bé, bố mẹ nó mất sớm, có mỗi mình nó đang nuôi em gái vất vả lắm đấy. Vậy à, hoàn cảnh đáng thương quá. Bình ơi, anh mua được thịt về nấu cháo cho em rồi đây, em đợi anh một chút nha. Anh An ơi, em đau bụng quá, em đau bụng quá. Sao người em nóng quá, em có đau nhiều không?
Bụng em đau quá, nhưng mà em thấy mệt lắm. Bây giờ em nằm yên nha, anh đi nấu cháo cho em ăn ngay đây. Ăn xong rồi uống thuốc là khỏi thôi. Bình ơi, dậy đi em, ăn cháo còn uống thuốc nữa. Bình ơi, em chịu khó một chút nha. Bình ơi, em làm sao thế? Em trả lời anh đi, đừng làm anh sợ mà. Bình ơi. Trời ơi, sao hôm nay lại nóng hơn cả hôm qua thế? Không được, mình phải đưa em vào bệnh viện ngay. Ba ơi, mẹ ơi, ba mẹ sống khôn chết hiền, hãy phù hộ cho mình, hãy để mình mau khỏe lại. Bình ơi, bây giờ em phải gắng lên, sắp tới được bệnh viện rồi. Có chuyện gì thế cậu bé? Cháu cầu xin bác, bác làm ơn làm phước cho hai anh em cháu đi nhờ tới bệnh viện tỉnh, không em cháu nguy mất. Hay chết dở, cô bé sao thế? Mang đưa em lên đi. Bố mẹ ơi, bố mẹ hãy phù hộ cho mình mau chóng khỏe lại à. Đâu là người nhà của bệnh nhân vừa cấp cứu? Dạ, cháu ạ, cháu là anh trai của em Bình ạ. Thế bố mẹ và người thân của các cháu đâu? Dạ, bố mẹ cháu mất sớm, nhà cháu cũng không còn ai thân quen ạ. Em cháu giờ đã qua khỏi cơn nguy hiểm, nhưng em cháu vẫn phải phẫu thuật. Nếu không phẫu thuật, em cháu không khỏi được. Nhưng số tiền phẫu thuật rất lớn. Bác sĩ ơi, xin hãy cứu lấy em cháu với. Đến khi em cháu khỏe lại, nhất định cháu sẽ kiếm tiền trả cho bệnh viện ạ. Được rồi, được rồi. Thật là những đứa trẻ tội nghiệp. 3 ngày nữa là em mổ rồi. Bác sĩ nói mổ xong là em sẽ khỏe lại, em sẽ được về nhà. Đúng rồi, em sẽ nhanh được về nhà thôi. Vì các cháu có hoàn cảnh quá đặc biệt nên bệnh viện đang kêu gọi sự giúp đỡ về chi phí. Cô bé cần hiến thận. Sức mai thận của cháu có tương thích với em cháu. Tuy nhiên, trong cuộc phẫu thuật tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, có thể nguy hiểm đến tính mạng của cả cháu nữa. Anh An ơi, anh An ơi, cô ơi, anh An của cháu đâu rồi ạ? Cô không rõ nữa. Chắc anh An về nhà lấy đồ rồi, đi mà chả dặn mình một tiếng. Anh An về chưa cháu? Chưa cô ạ. Sao anh cháu đi lâu thế không biết? Sao 2 hôm nay không thấy anh An tới thăm mình? Chắc cậu bé sợ quá nên trốn rồi. Hôm trước nghe tôi nói phải hiến thận cho em, và các nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng khi hiến thận. Tôi thấy cậu bé mặt trắng bệch, vẻ sợ sệt lắm. Vâng, tôi cũng nghĩ vậy. Khổ thân cô bé Bình. Tạm thời cô đừng nói gì cho cô bé biết, từ từ rồi mình tính cách khác. Chắc cậu bé sợ quá nên trốn rồi. Hôm trước khi nghe tôi nói phải hiến thận cho em, và các nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng khi hiến thận, tôi thấy cậu bé mặt trắng bệch, vẻ sợ sệt lắm. Không, anh An không bao giờ bỏ rơi mình. Không biết anh có chuyện gì không nữa. Sáng hôm sau. Chào bé. Vì một số lý do nên ca phẫu thuật này hoãn. Dạ cháu, cháu đây rồi bác sĩ ơi. Có thể bắt đầu phẫu thuật được rồi ạ. Đúng cậu, anh ấy đâu vậy? Anh làm em lo quá. Đến nào, anh thương. Hôm trước em ngủ say mà anh vội, nên anh không đợi em tỉnh dậy nói cho em được. Mấy ngày qua anh vào rừng để kiếm củi, gánh nước. Hả? Cháu vào rừng kiếm củi, gánh nước làm gì? Chẳng phải bệnh viện đã miễn viện phí và chi phí phẫu thuật rồi sao? Dạ, nhà cháu ở sâu trong rừng, cách con suối khá xa. Với số củi và nước đó, em cháu có thể dùng trong nửa năm. Nếu chẳng may trong lúc phẫu thuật cháu có chuyện gì không hay, em cháu chỉ còn lại một mình thì sẽ không phải lo lắng gì về củi đốt và nước uống nữa ạ.
mọi người thấy chưa? Cháu đã nói mà, anh cháu không bao giờ bỏ rơi cháu đâu. Xin lỗi cậu, chúng tôi cứ tưởng cậu sợ quá nên bỏ đi rồi. Làm sao cháu có thể bỏ đi được chứ? Chỉ có dùng thận của cháu thì em cháu mới có cơ hội chữa khỏi bệnh mà thôi. Một tháng sau. Chúc mừng hai cháu đã được về nhà. Bác thật không ngờ kỳ tích đã xảy ra khi ca phẫu thuật thành công và hai cháu hồi phục nhanh vậy. Có lẽ đó chính là phép màu đến từ tình yêu thương của các cháu dành cho nhau. Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!